Người ta thường nói rằng thực tế nhiều khi còn kỳ lạ, gay cấn và đáng sợ hơn cả giả tưởng. Điều này đúng hơn cả khi chúng ta nhìn vào những vụ án chấn động mà Phê Phim sẽ chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Lưu ý rằng, để các bạn dễ tiếp cận nhất, chúng mình đã chọn những phim đã được phát sóng trên Netflix Việt Nam. Ngoài ra, do tính chất của các vụ án quá tởm nên chúng mình quyết định chỉ đưa những thông tin mà chúng mình cho là phù hợp với mọi người. Vì thế, nếu bạn là một người nhạy cảm thì hãy cân nhắc trước khi xem tiếp nhé. Và không nhiều lời nữa, hãy cùng mình bắt đầu với phim đầu tiên nào. Mở đầu danh sách là The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea, tác phẩm mới được ra mắt trên Netflix. Phim kể về quá trình lần ra tung tích tên sát nhân hàng loạt, tội phạm tình dục tên là Yoo Young-jun, kẻ từng làm rúng động cả đất nước Hàn Quốc nửa đầu những năm 2000 và là nguồn cảm hứng cho Jang Min-ji của The Chaser. Cụ thể, vào cuối năm 2003, Young-jun bắt đầu chuỗi giết người của mình với việc lẻn vào nhà những người có tuổi thuộc giới thượng lưu Seoul. Sau khi sát hại nạn nhân bằng cây búa, hắn sẽ tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng cảnh sát. Khi bắt đầu bị chính quyền phả hơi vào gáy, vào đầu 2004, Young-jun đổi mục tiêu sang những cô gái trẻ hành nghề bán dâm. Phương thức hành động của Young-jun còn ghê tởm hơn thế này rất nhiều, nhưng chúng mình xin phép không liệt kê toàn bộ mà để các bạn tự khám phá qua series. The Raincoat Killer sẽ tường thuật lại góc nhìn của người trong cuộc, như người nhà của nạn nhân, công tố viên, điều tra viên và chuyên gia pháp y, với sự góp mặt của nhân viên Kwon Yoo-jung, người từng phân tích trạng thái tinh thần của Yoo Young-jun lúc bấy giờ. Trong đó, bao gồm cả những đoạn phim lưu trữ chưa từng được công bố trước đây. Đã bao giờ bạn trở nên vô cùng bức xúc khi cho rằng cuộc đời của mình có quá nhiều bất công chưa? Nếu có thì hãy ngồi xuống, Phê Phim sẽ kể cho bạn nghe về một cuộc đời bi thương hơn vậy nhiều. Hai đạo diễn trẻ Laura Ricciardi và Moira Demas đã lặn lội chuyển đến hạt Manitowoc và sống ở đó trong suốt 2 năm sau khi đọc được câu chuyện của Stephen Avery trên tờ báo The New York Times vào năm 2005. Ý tưởng về phim ban đầu được hai người đề bạt với hai đài lớn là PBS và HBO, nhưng cuối cùng lại về nhà Netflix. Câu chuyện được quay hơn 10 năm của Making a Murderer kể về những biến cố xảy đến trong cuộc đời của Stephen Avery trong hơn 2 thập kỷ. Năm 1985, ông bị bắt và phạt tù 20 năm với tội danh cố ý giết người và tấn công tình dục dù đã có bằng chứng ngoại phạm và không liên quan tới vụ án. Sau nỗ lực kháng cáo của Stephen cùng gia đình, ông được trả tự do sau 18 năm ròng. Sau khi tại ngoại, Stephen quyết tâm đòi lại công bằng qua việc đâm đơn kiện chính quyền địa phương. Tuy nhiên, nỗ lực của Stephen đã nhanh chóng gặp phải cản trở khi ông tiếp tục bị buộc tội giết người trong vụ án mới. Lần này, xác của một người phụ nữ mang tên Teresa Halbach được tìm thấy tại nơi Stephen sinh sống và mọi bằng chứng đều chứng minh rằng ông chính là thủ phạm. Liệu hành trình chứng minh sự vô tội, chống lại bộ máy quan liêu và đòi lại công lý của một người thấp cổ bé họng như Stephen Avery sẽ có kết cục như thế nào? Các bạn hãy xem hết 2 mùa của Making a Murderer để biết nhé! Vì đây là một trong những chuyện có thật mà ly kỳ hơn cả chuyện giả tưởng. Cái tên Son of Sam đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của nước Mỹ trong khoảng thời gian 1976-1977. Đây là biệt danh của David Berkowitz, một trong những kẻ sát nhân hàng loạt, gieo rắc nỗi sợ cho người dân New York với những vụ giết người không ghê tay và khó lường. Sau khi bị nhiễm bệnh từ gái làng chơi, David đã đem lòng căm hận phụ nữ. Khác với đánh giá của những người xung quanh, cho rằng anh ta là một kẻ trầm tính, kín tiếng, David chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ nổ súng hàng loạt diễn ra vào ban đêm mà mục tiêu chính là các cô gái tóc nâu và các cặp tình nhân. Từ giữa năm 76 đến giữa năm 77, David đã bắn 13 người và giết 6 người. Tuy nhiên, như tên phim phần nào đã tiết lộ, David dường như không hoạt động một mình và nguyện vọng của bộ phim tài liệu The Sons of Sam là chứng minh điều này. Phim được kể dựa trên lời viết của Maury Terry, một nhà báo bị ám ảnh bởi David Berkowitz cùng những vụ án của hắn. Trong cuốn sách The Ultimate Evil xuất bản năm 87, Maury đưa ra giả thuyết rằng những vụ án được thực hiện bởi một giáo hội thờ quỷ Satan mà David là thành viên. Vậy thì thực hư là gì? David là một kẻ điên hoạt động đơn độc hay hắn chỉ là một trong muôn vàn những con tốt của giáo hội kia? Nhớ xem đến cuối giờ Sons of Sam để tìm câu trả lời nhé các bạn! Câu thành ngữ đừng trông mặt mà bắt hình dong không thể đúng hơn khi áp vào Ted Bundy, nhân vật chính của Conversations with the Killer, The Ted Bundy Tapes. Bên ngoài, Ted nhìn phong trần, bụi bặm, đủ sức đốn tim nhiều người. Ngoài ra, hắn khôn khéo, hài hước và rất có tài ăn nói. Thế nhưng, trong thâm tâm, bản chất của Ted là một tên sát nhân máu lạnh đã ra tay giết hại ít nhất 30 người phụ nữ và thậm chí còn giở trò biến thái với thi thể của họ. Giống như The Raincoat Killer, vì tính chất của những hành động này quá bẩn thỉu nên Phê Phim sẽ không đề cập đến.
Conversations with the Killer, ra mắt năm 2019, được tổng hợp từ hơn 100 giờ tư liệu phỏng vấn Ted Bundy lẫn gia đình, bạn bè, điều tra viên, nhân chứng và thậm chí là cả nạn nhân của hắn. Nó giúp người xem có cái nhìn rõ nét nhất về bộ mặt cầm thú của Ted, nhất là qua cách hắn sử dụng vẻ ngoài có học, đáng tin tưởng của mình để dụ những con mồi xấu số vào chỗ chết. Phim được nhiều khán giả khen ngợi vì lối kể chuyện khoa học và khách quan, coi Ted như một đối tượng nghiên cứu thuần túy, chứ không nhằm mục đích giật gân hóa mọi thứ. Casting JonBenet có lẽ là bộ phim tài liệu lạ lùng nhất trong danh sách ngày hôm nay. Vào ngày 26 tháng 12 năm 1996, thi thể của JonBenet Ramsey, 6 tuổi, được tìm thấy trong tầng hầm nhà cô bé, cùng với một lá thư tống tiền nặc danh. Cho đến ngày hôm nay, hung thủ của vụ án từng gây chấn động một thời vẫn chưa được tìm ra. Casting JonBenet không lựa chọn mô típ một phim tài liệu điều tra thông thường, mà nhà làm phim đã làm điều hoàn toàn ngược lại. Cụ thể, đạo diễn Kitty Green đã thuê một loạt diễn viên quần chúng đến để diễn lại những ngày cuối đời của cô bé. Trong đó có sự xuất hiện của những cá nhân quan trọng liên quan đến vụ án như gia đình, hàng xóm và lực lượng chức năng. Điều đáng nói ở đây là những người này đều đến từ xung quanh khu vực sinh sống của JonBenet, nghĩa là họ đã từng nghe thấy vụ án ít nhất một lần và cũng đã có những suy tính, giả thuyết của riêng mình. Casting JonBenet tập trung khai thác sự đa dạng trong góc nhìn của cộng đồng về sự kiện, qua đó phơi bày hàng loạt phản ứng khác nhau, từ logic gắn liền với thực tế đến cả những thuyết âm mưu khiến người xem phải thấy nực cười. Những lối suy nghĩ khác biệt này đều ảnh hưởng tới cách mỗi người vào vai từng nhân vật. Casting JonBenet sẽ khó làm hài lòng những ai muốn đi đến cùng bí ẩn để tìm câu trả lời. Thay vào đó, nó sẽ đem đến một làn gió mới lạ ở thể loại phim tài liệu phá án. The Keepers là một phim tài liệu dài 7 tập dựa trên án mạng có thật của vụ sát hại nữ tu Catherine Sesnick. Cô là một nữ tu sĩ dạy tiếng Anh và kịch tại trường trung học toàn nữ Archbishop Hill tại Baltimore và được rất nhiều học sinh yêu mến. Ban đầu, Sesnick mất tích vào ngày 17 tháng 11 năm 1969, mọi nỗ lực tìm kiếm cô đều vô vọng. Gần 2 tháng sau, thi thể của nữ tu được tìm thấy vào ngày 3 tháng 1 năm 1970 gần một bãi rác ở vùng ngoại ô Baltimore của Lansdowne. Theo kết quả, nguyên nhân cái chết của cô là do gãy xương sọ. Các học sinh tại trường cho rằng cái chết của cô Catherine có liên quan đến vị linh mục Joseph Masco vì ông từng bị cô Catherine cáo buộc lạm dụng tình dục đối với nữ sinh tại trường trung học. The Keepers được mệnh danh như một câu chuyện trinh thám với ngòi nổ là cái chết của Sir Catherine. Sau tập đầu tiên được đánh giá là khá chậm thì càng về sau, càng nhiều sự thật mục ruỗng, bẩn thỉu về con người và các hệ thống liên tiếp được vạch trần từ nhà thờ cho tới chính quyền. Không những thiếu hợp tác trong quá trình điều tra thủ phạm, mà họ còn cấu kết để tạo cản trở và giữ cho sự việc mãi nằm trong bóng tối. Hãy lên Netflix và tìm xem The Keepers để tự tìm đến kết luận nhé các bạn! Ở vị trí tiếp theo là Thiên tài xấu xa. Không, mình đang không nhắc đến Dufresne Smurfs đâu. Bốn tập của Evil Genius kể về vụ cướp ngân hàng khét tiếng nhất xảy ra vào năm 2003. Trong đó, Brian Wells, một người đưa pizza 47 tuổi, sau khi bị cảnh sát bao vây ngoài một ngân hàng, đã lập tức bị giết chết bởi một quả bom tự chế gắn trên cổ. Trước khi qua đời, Brian đã đầu hàng lực lượng chức năng và tiết lộ rằng ông bị cưỡng ép thực hiện vụ cướp. Ban đầu, cảnh sát không tin Brian, nhưng trong quá trình điều tra, họ phát hiện ra xe của ông có một tấm bản đồ dẫn đến những địa điểm khác nhau để gửi tiền sau khi cướp và để lấy chìa khóa mở quả bom trên cổ. Những nỗ lực ban đầu của cảnh sát đều không đi đến đâu. Song, sau nhiều năm, sự xuất hiện bất ngờ của một thi thể đã khiến họ quay lại và mở lại hồ sơ điều tra, từ đó phát hiện ra cả một kế hoạch tăm tối, phức tạp, xoay quanh cái chết của Brian Wells. Tuy có nội dung khá giống với phim hài 30 Minutes or Less, nhưng Evil Genius không hề tươi tắn hay vui vẻ một chút nào. Ngược lại, nó là một câu chuyện tràn đầy đau thương, uẩn khúc và bất công về con người. Chuyện gì thực sự đã xảy ra với Brian Wells? Ai là kẻ độc ác đứng sau tất cả? Và tại sao người này lại được coi là thiên tài? Mình sẽ không tiết lộ gì thêm đâu. Vào đêm ngày 23 tháng 12 năm 1996, Sophie Toscon du Pontier, một nhà sản xuất chương trình truyền hình người Pháp, đã bị đánh đập dã man đến chết ngay bên ngoài nhà của mình tại thị trấn ven biển Skull, tỉnh Cork, Ireland. Sophie, A Murder in West Cork là bộ phim tài liệu dài 3 tập thuật lại vụ án gây chấn động này. Phần lớn phim tập trung vào Ian Bailey, nhà báo người Anh và cư dân Skull, người từ lâu đã bị cư dân và gia đình Sophie nghi ngờ giết cô. Anh ta đã được phỏng vấn rất nhiều và luôn phủ nhận mọi việc. Từ năm 1996 đến năm 2015, Ian từng bị bắt giữ 2 lần, tuy nhiên không có chứng cứ nào đủ thuyết phục để buộc tội anh ta. Điều đáng nói là, tại Skull,
Ian Bailey là một gã nghiện rượu ái kỷ, khét tiếng bạo lực. Ông từng bạo hành người yêu của mình thậm tệ, đến mức làm cô gái phải nhập viện. Và do là một nhà báo tự do, nên khi bị liệt vào diện tình nghi, Ian còn liên tục viết những bài báo công kích Sophie, cho rằng thủ phạm thật sự là một trong số nhiều người tình của cô nhằm hướng sự chú ý ra chỗ khác. Nếu vụ án thảm khốc cùng một kẻ tình nghi không thể phù hợp hơn vẫn chưa đủ thuyết phục, thì yên tâm, kết thúc đầy chua xót của Sophie, A Murder in West Cork sẽ đủ sức khiến bộ phim hằn sâu vào tâm trí của người xem. Ở vị trí cuối cùng là Amanda Knox, tác phẩm từng được đề cử giải Emmy cho phim tài liệu xuất sắc nhất. Vào năm 2007, Amanda Knox, lúc này 20 tuổi và là một nữ sinh tại Ý, cùng bạn trai bị kết tội sát hại nữ sinh viên người Anh Meredith Kercher và phải ngồi tù gần 4 năm. Bộ phim cùng tên được quay sau khi cả hai được trả lại tự do. Nó bao gồm tư liệu được thu thập trong quá trình điều tra và nhiều cuộc phỏng vấn sau này với những người liên quan trực tiếp đến vụ án như chính Amanda, người bạn trai, công tố viên và cả một nhà báo của Daily Mail là Nick Pizzer. Dưới áp lực nặng nề của quá trình thẩm vấn, Amanda đã lỡ miệng nói dối lực lượng chức năng. Thế nhưng, tội lỗi lớn nhất mà phim lựa chọn phơi bày không phải đây, mà là việc những tờ báo lá cải đã đổ thêm dầu vào lửa qua những pha giật tít chơi cháo. Chúng tô vẽ Amanda thành một cô gái tóc vàng trụy lạc, trác táng và nhanh chóng kết tội cô thay mặt pháp luật. Rồi khi áp lực từ truyền thông này cộng hưởng với sự cẩu thả quá độ trong quá trình điều tra của cảnh sát Ý, mọi điều tồi tệ nhất đã đổ dồn lên đầu của Amanda trong nhiều năm trời. Cụ thể thì địa ngục mà Amanda Knox đã phải trải qua tồi tệ đến đâu? Hung thủ thực sự của vụ án là ai? Hãy xem phim để tìm câu trả lời các bạn nhé! Và vừa rồi là danh sách những phim tài liệu trên Netflix về những vụ án có thực mà chúng mình cho là thú vị nhất. Dĩ nhiên, còn rất nhiều tác phẩm nổi tiếng và chất lượng khác mà chúng mình đã không thể đưa vào, như Murder Among the Mormons, Don't Fuck with Cats, Hunting an Internet Killer, The Trials of Gabriel Fernandez, vân vân và vân vân. Vậy nên, hãy giúp chúng mình bổ sung những phim mà các bạn cho là đáng xem nhất trong phần bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem hết và hẹn gặp lại trong những video lần sau. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I'm loving you more than I've ever loved anyone.